Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thế Anh và Yến Ngọc sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn. Chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vietlott trao giải Jackpot 1 trị giá hơn 148 tỷ đồng cho người đàn ông may mắn trúng giải. Cảnh báo ma trận lừa quét mã QR khiến người dùng bị chiếm quyền điều khiển điện thoại. Lửa bùng phát từ căn nhà trong hẻm sâu, người dân cứu được ba mẹ con. Bắt đối tượng vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn tại Sơn La. Rừng trúc tuyệt đẹp ở Mù Cang Chải thu hút du khách đến tham quan chiêm ngưỡng. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với số tiền 20.000 đồng mua vé Vietlott, anh P, một người đàn ông làm nghề tự do sinh sống tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ trúng giải Jackpot 1, xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 148 tỷ đồng. Và đây cũng là giải thưởng xổ số có giá trị lớn thứ 3 từ đầu năm 2024 đến nay của Vietlott. Và hôm qua thì công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott đã tổ chức trao thưởng cho vị khách hàng may mắn này. Trước đó, ngày 26 tháng 10 năm 2024, tại kỳ quay số mở thưởng số 1105 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55, Vietlott xác định có một người trúng Jackpot 1 với tổng giá trị giải thưởng là 148 tỷ 717 triệu 283.700 đồng. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định một người chơi trúng thưởng đó là anh P với tấm vé mang dãy số 05192729-4247 được phát hành tại điểm bán Vietlott số 114 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lâu thỉnh thoảng cuối tuần mình mua thì có lúc là 50 ngàn, có lúc thì nhiều hơn chút. Mua cầu mai thôi chứ cũng không nghĩ là trúng. Cũng bất ngờ cũng vui. Mình có thể làm nhiều chuyện khác. Hoạt động quay số mở thưởng của Vietlott đều được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Tất cả các thiết bị quay số mở thưởng của Vietlott đều được cung cấp bởi công ty SmartPlay International, là một trong những công ty lớn nhất thế giới về cung cấp các giải pháp thiết bị quay số mở thưởng. Phần lớn các khách hàng khi trúng những giải thưởng, đặc biệt là những giải thưởng lớn có giá trị hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, thì đều lựa chọn cái việc đeo mặt nạ. Việc lựa chọn không công khai danh tính và cũng như là địa điểm nơi sinh sống là hoàn toàn là quyền lựa chọn của khách hàng trúng thưởng, chứ không phải là do Vietlott yêu cầu. Với tinh thần tôi trúng, tôi chia sẻ của người chơi Vietlott, ngay sau khi nhận thưởng, anh B đã trích 1 tỷ đồng đóng góp vào quỹ Tâm Tài Việt, một quỹ hoạt động không vì lợi nhuận được Vietlott chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 2023. Tâm Tài Việt thời gian qua thực sự là cầu nối để Vietlott cùng các đối tác và khách hàng trúng thưởng trao đi yêu thương, thắp sáng niềm tin, hy vọng đến trường cho trẻ em nghèo tại các vùng sâu vùng xa, đồng hành lan tỏa những giá trị tốt đẹp bền vững đến cộng đồng. Tính đến nay, Vietlott và quỹ Tâm Tài Việt đã dành hơn 90 tỷ đồng để thực hiện các công tác an sinh xã hội. Riêng kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi vừa qua là hơn 2,9 tỷ đồng. Chúng tôi tiếp tục thực hiện những hoạt động về an sinh xã hội, về đặc biệt công tác giáo dục, y tế và phát triển nông thôn. Ở miền Tây, chúng tôi sẽ tập trung xây xóa những cái cầu tạm, cầu khỉ và hưởng ứng cái chương trình của chính phủ là xóa nhà dột, nhà tạm. Và tiếp tục triển khai chương trình mua vé sức khỏe cho những người bán vé số. Xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty có 100% vốn nhà nước và trực thuộc Bộ Tài chính. Hiện Vietlott đang kinh doanh phân phối 6 sản phẩm xổ số tự chọn trên khắp các tỉnh thành cả nước. Trong đó được người dân chủ mua nhất là Mega 6/45 và Power 6/55. Hoạt động quay số trả thưởng được diễn ra trung thực, trách nhiệm và minh bạch. Với mỗi tấm vé 10.000 đồng được bán ra, Vietlott đã đóng góp gần 30% giá trị cho ngân sách nhà nước. Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 10 cả nước nhập khẩu hơn 17.700 ô tô nguyên chiếc, với kim ngạch đạt 374 triệu đô la Mỹ. So với tháng trước, lượng xe và kim ngạch nhập khẩu giảm nhẹ. Trong 10 tháng, Việt Nam chi khoảng 2,94 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu 142.800 ô tô nguyên chiếc, tăng 37,5% về lượng và tăng 19,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Indonesia tiếp tục là thị trường dẫn đầu về số lượng xe mà Việt Nam nhập khẩu,
Thái Lan đứng thứ hai về số lượng, đứng vị trí thứ ba là Trung Quốc. Nhiều mẫu xe mới nhập khẩu được mở bán tại Việt Nam thường xuyên nằm trong số những mẫu xe bán chạy nhất như Mitsubishi Xpander, X-Force, Ford Everest, Hyundai Stargazer, Toyota Yaris Cross. Cũng về lĩnh vực tiêu dùng, thông tin từ thị trường tiêu dùng BVKC châu Á Thái Bình Dương thì tỷ lệ mua sắm trực tuyến Việt Nam đang ở mức cao nhất trong khu vực. Trong đó 63% người tiêu dùng Việt Nam dự kiến sẽ gia tăng chi tiêu cho mặt hàng nhu yếu phẩm. Bên cạnh chi tiêu cho mặt hàng nhu yếu phẩm thì 52% người tiêu dùng Việt Nam chi tiêu cho quần áo và 48% dành cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng ưu tiên tính bền vững trong thói quen tiêu dùng. Cùng với sự phổ biến của các nền tảng thương mại điện tử, khảo sát cho rằng Việt Nam đang có tỷ lệ mua sắm trực tuyến cao nhất trong khu vực, trong đó 67% qua điện thoại di động và 44% qua máy tính cá nhân, mặc dù việc mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng vẫn đang ở mức cao là 63%. Chuyển sang ghi nhận về hoạt động trồng trọt, do giá cây tràm bản địa xuống thấp nên ở một số vùng tại Cà Mau, người dân chuyển sang trồng keo lai. Loại cây này đã giúp đem lại thu nhập khá cho người trồng. Ông Lê Văn Hải, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, diện tích trồng keo lai trên toàn tỉnh là hơn 13.000 ha, tập trung ở hai huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời. Theo một số người trồng, chi phí lên liếp trồng keo lai tốn kém hơn so với trồng tràm, do liếp keo phải cao hơn liếp tràm để chống ngập úng vào mùa mưa. Tuy nhiên, trồng keo lai dễ lấy lại vốn và thu nhập cũng cao hơn, do hiện tại keo lai thương phẩm có giá dao động khoảng 1,2 triệu đồng một tấn, lại được thương lái đến tận rừng thu mua. Keo lai trồng khoảng 3 đến 4 năm sẽ cho thu hoạch với lợi nhuận 200 đến 300 triệu đồng một hecta. Trước hiệu quả kinh tế mà cây keo lai mang lại cho người dân Cà Mau, người dân ở một số địa phương khác cũng đang đề xuất xin được trồng loại cây này để nâng cao thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, sầu huyết là loại thủy sản có giá trị kinh tế, được nuôi nhiều năm qua tại một số huyện ven biển ở tỉnh Kiên Giang với đa dạng hình thức như là nuôi đăng quần 7 triệu ven biển, nuôi trong kênh hay là dưới tán rừng phòng hộ. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người nuôi sầu huyết dưới tán rừng phòng hộ, khoảng 6 đến 7 năm trở lại đây, hiệu quả nuôi giảm do chất lượng nguồn nước không đảm bảo. Từ khi xuất hiện nhiều nhà máy chế biến thủy sản, thả thải ra sông biển, người dân và các ngành chức năng đang tăng cường các giải pháp để phát triển bền vững nghề nuôi sò huyết tại địa phương. Ông Tôn Văn Ghi cho biết, gia đình có 2 hecta nuôi sò huyết được 15 năm qua. Gia đình ông cũng là một trong những hộ thường gặp thiệt hại trong nuôi sò huyết ở xã Thuận Hòa, huyện An Minh. Từ năm 2018 đến nay, sò huyết của gia đình ông bị chết nhiều, không rõ nguyên nhân, nên thu nhập không ổn định, có năm quề vốn, hoặc lợi nhuận chỉ bằng 50% so với trước đây. Mấy năm trước thì nuôi thì nói chung ra thì khó ăn. Thì khách nay khoảng cỡ 5-7 năm nay thì nó ô nhiễm. Cái môi trường như thế nào nó không biết, rồi sò khi nó chết bất tử lúc nào cũng không biết luôn. Theo những người gắn bó lâu năm với mô hình nuôi sò huyết, đây là đối tượng dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc. Người nuôi chỉ cần mua con giống thả xuống vuông và chỉ cần thực hiện việc lấy nước ngoài biển vào. Từ năm 2000 đến 2016, nuôi sò huyết cho lợi nhuận cao hơn từ 5 đến 6 lần so với nuôi tôm cua biển. Trung bình mỗi hecta lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, nghề nuôi sò huyết gặp nhiều khó khăn. Không chỉ sò nuôi bị thiệt hại nhiều, đầu ra sò huyết thương phẩm cũng gặp khó do thương lái thu mua nhỏ giọt, kéo dài thời gian, gây hao hụt, thất thu cho nông dân. Thời gian tới thì ngành cũng định hướng cũng một số cái nhiệm vụ giải pháp quan trọng có thể kể là thứ nhất là cái bố trí cái nghề nuôi sò huyết nó hợp lý, khuyến cáo bà con tổ chức sản xuất theo hướng liên kết để góp phần cái tiêu thụ sản xuất đó ổn định. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, năm 2024, diện tích nuôi sò huyết của tỉnh ước đạt 2.300 hectare, sản lượng 4.485 tấn, năng suất bình quân 1.950 kg một hectare một năm. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường quan trắc môi trường nước, cảnh báo dịch bệnh để giúp người nuôi ứng phó, giảm thiệt hại, ảnh hưởng, đảm bảo hiệu quả nuôi sò huyết của người dân. Thưa quý vị, lợi dụng sự hiếu kỳ của người dân, những đối tượng lừa đảo đã tạo ra một chiêu thức lừa đảo mới hết sức tinh vi. Khi người dân thực hiện theo hướng dẫn vào quét mã QR thì có thể khiến điện thoại bị xâm nhập, chiếm quyền điều khiển. Từ đó các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Vậy thì cách thức mà các đối tượng thực hiện lừa đảo ra sao và làm thế nào để nhận diện được chiêu thức này? Mời quý vị cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện các thẻ lạ màu vàng có ghi số 50.000 ở mặt trước. Mặt sau ghi thông tin, mệnh giá thẻ này có thể thông qua bằng cách quét mã QR để nhận. Quét mã QR để liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu của thẻ để nhận được số tiền tương ứng. Khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, bạn vui lòng chụp lại ảnh số tiền trên thẻ và tài khoản, mật khẩu để nhận được số tiền của thẻ trị giá 50.000 đồng. Tôi từng thử quét một cái mã QR và vô tình tôi dẫn đến một cái đường link giống như tên miền của một ngân hàng. May là tôi đã không làm theo cái đường link đó, theo sự hướng dẫn đó. Hình thức lừa đảo theo chiêu thức quét QR này đã xuất hiện khá nhiều dưới những cách thức khác nhau khi việc quét QR để thanh toán ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Cách đây không lâu, các đối tượng lừa đảo đã dùng cách dán đè mã QR lên các mã QR được chủ các cửa hàng kinh doanh dán sẵn, hay còn gọi là đánh tráo mã QR. Khi khách đến mua hàng, thanh toán, những tưởng chuyển tiền cho chủ quán, nhưng thực chất chuyển đến tài khoản của kẻ lừa đảo. Chủ quán và khách hàng không cẩn thận kiểm tra, có thể sập bẫy của kẻ gian. Bây giờ với cái mã QR code là chỉ cần với cái smartphone thôi, cái điện thoại chỉ cần scan qua chỉ trong vòng là khoảng 3 giây, 2 đến 3 giây là có thể là gì? Truy cập được các cái phần mềm hoặc là truy cập được là cái cổng thông tin giao dịch. Vì cái sự tiện lợi đó, các kẻ lừa đảo họ lợi dụng cái công nghệ QR code này, họ biến đổi những đường link thành những cái mã QR code mà chỉ là đặt ở nhiều nơi, thậm chí họ in ra thành những cái poster dán ở những cái nơi công cộng, hoặc là dán ở những cái địa điểm mà họ lừa ngụy trang thành là gì, những cái chương trình, ví dụ những chương trình khuyến mãi gì đó, thì họ chỉ cần yêu cầu là bạn hãy quét cái mã QR code này để cập vào để mà lấy những cái thông tin ưu đãi, thì rất là nhiều người dễ bị sập bẫy. Cũng theo các chuyên gia, mã QR là hình thức mã hóa cho các thông tin khác như đường link, số tài khoản hay một dạng dữ liệu định dạng theo yêu cầu. Hành động quét QR không làm cho điện thoại lập tức nhiễm mã độc hay khiến người dùng bị mất tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, nếu quét và truy cập đường link, sau đó làm theo hướng dẫn và cài phần mềm lạ, điện thoại của người dùng có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển. Đây đều là phần mềm độc hại, không được cấp phép đưa lên các kho ứng dụng chính thức. Do đó, kẻ gian phải dùng chiêu này để lừa cài đặt, từ đó điều khiển thiết bị từ xa, theo dõi, đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, do tâm lý chủ quan, tò mò, hiếu kỳ, cũng như muốn nhận quà tặng, tiền thưởng, nên không ít người trở thành nạn nhân của các đối tượng này. Để mà tránh cái chuyện mà bị lừa đảo bằng cái mã QR code thì người dân phải có ý thức về các giao dịch. Có nghĩa là người dân phải có cái sự đề cao cảnh giác. Ví dụ những mã QR code yêu cầu quét cái mã QR code này được nhận những cái phần quà ưu đãi gì đó, được treo ở nơi công cộng, treo ở từng cái nhà, ở phía từng trước những cái nhà chung cư hoặc là chiếc xe máy, thì người dân không nên thực hiện dùng smartphone để quét cái mã QR code đó. Người dân khi thực hiện giao dịch QR code thì nên giao dịch quét những mã QR code ở những cái nơi có địa chỉ rõ ràng. Ví dụ như là quét mã QR code ở những cửa hàng tiện lợi thì được xác nhận đó là những mã QR code là giao dịch chính thống, không có những cái đường link độc, hoặc là những mã QR code của những cái cơ quan hoặc là những công ty có địa chỉ rõ ràng, có thông tin giao dịch rõ ràng của họ thì mới thực hiện, mới quét. Còn đối với những cái mã QR code mà trôi nổi bên ngoài đừng, không nên quét, tại vì cái đó rất là nguy hiểm. Để tránh bị lừa đảo, người dân cần xác định, kiểm tra kỹ càng thông tin tài khoản người trao đổi mã QR, kiểm tra kỹ nội dung trang website mà mã QR đưa tới. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, và phải xác thực hai yếu tố, sử dụng các phương thức bảo vệ khác cho các loại tài khoản đang sử dụng. Nếu lỡ click vào đường link lạ hoặc tải phần mềm lạ do mã QR đưa tới, người dùng cần ngay lập tức ngắt kết nối Internet, sau đó sao lưu dữ liệu của điện thoại bằng máy tính. Tiếp đó cần cài đặt lại thiết bị về cài đặt gốc. Cuối cùng cần thiết lập lại thông tin và đổi mật khẩu toàn bộ các tài khoản ngân hàng, mạng xã hội. Bên cạnh đó, người dân cần thông báo cho người thân, bạn bè biết để phòng ngừa. Khi thấy đối tượng treo, dán các thẻ lạ, cần báo cho lực lượng chức năng để điều tra xử lý. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay với những thông tin đáng chú ý sau đây.
Lửa bùng phát từ căn nhà trong hẻm sâu, người dân cứu được ba mẹ con. Bắt đối tượng vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn tại Sơn La. Rừng trúc tuyệt đẹp ở Mù Cang Chải thu hút du khách đến tham quan chiêm ngưỡng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên đường số 4 phường Linh Tây. Vụ việc làm nhiều tài sản cháy rụi hư hỏng và may mắn ba mẹ con được người dân địa phương cứu kịp thời. Chiều tối qua, lửa bùng lên ở tầng trệt căn nhà nằm sâu trong con hẻm trên đường số 4 phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Thời điểm này, trong nhà có người mẹ già hơn 80 tuổi, con trai khoảng 55 tuổi và con gái ngoài 50 tuổi. Gia đình đã tắt đèn đi ngủ. Nghe mùi khét, người dân chạy tới kiểm tra thì phát hiện có cháy nên hô hoán. Khi cửa khóa trong, do cửa khóa trong nên mọi người không thể xông vào nhà dập lửa. Lúc này thì người con trai và con gái chạy lên ban công kêu cứu và được người dân địa phương hỗ trợ trèo qua nhà khác để thoát ra ngoài. Những người còn lại tìm cách phá khóa xông vào nhà cứu người mẹ đưa ra ngoài. Cụ bà có dấu hiệu bị ngạt khói, mệt trong người nên được đưa vào cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thủ Đức quy động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường và dập tắt ngọn lửa. Về tình hình an ninh trật tự, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1979, trú tại xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm khoảng 2 kg ma túy đá, 1 kg ketamine và hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 17 lóng gỗ nghiến dạng thớt. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực bản Bó Lết, xã Mùng Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tuần Giáo đã phát hiện 2 xe mô tô do Cứ A Khu, sinh năm 1992, và Sùng A Trình, sinh năm 2007, cùng trú tại huyện Tủ Chùa, tỉnh Lai Châu, có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên 2 phương tiện do Khu và Trình điều khiển đang vận chuyển 17 lóng gỗ nghiến dạng tròn, thớt, không có hồ sơ hợp pháp. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc, tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 11 tháng 11 tại quảng trường Bạch Đằng, tỉnh Sóc Trăng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức xác lập kỷ lục Việt Nam trình diễn nhạc ngũ âm dân tộc Khmer. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Ốc Ôm Bốc Đua Ghe Ngò Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 và Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024. Đêm trình diễn có 20 dàn nhạc ngũ âm với 200 nghệ nhân, nhạc công tham gia trình diễn. Việc tổ chức xác lập kỷ lục Việt Nam trình diễn nhạc ngũ âm đồng bào dân tộc Khmer nhằm tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, đưa loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Nhạc ngũ âm hay còn gọi là Plen Pin Pit là loại hình âm nhạc cổ truyền mang tính phổ biến và lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer. Nhạc ngũ âm hợp thành từ 5 bộ nhạc cụ được làm từ 5 loại chất liệu khác nhau, tạo nên 5 âm sắc riêng biệt. Thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư kinh phí mua sắm nhiều dàn nhạc ngũ âm, hỗ trợ cho các câu lạc bộ, các chùa trong tỉnh, tổ chức mở nhiều lớp đào tạo, cung cấp cho con em đồng bào dân tộc Khmer có thêm kiến thức cơ bản, hiểu biết hơn về loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những thửa ruộng bậc thang trùng điệp. Tuy nhiên, rừng trúc Mồ Dề nhiều năm trở lại đây cũng được du khách săn đón không kém khi đặt chân đến vùng cao này. Rừng trúc Mồ Dề thuộc địa phận xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, cách trung tâm thị trấn Mù Cang Chải khoảng 3,5 km. Theo anh Mùa A Giang, hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, những cây trúc ở đây được trồng từ hơn 80 năm trước. Ban đầu được trồng để làm nhà, rào tường, làm máng nước, phục vụ cho nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của người dân địa phương. Về sau, những cây trúc tiếp tục lớn lên và rừng cũng được mở rộng hơn với diện tích khoảng 3 hectare, tạo nên một khung cảnh đẹp hiếm có. Nhận thấy được tiềm năng phát triển du lịch từ rừng trúc này, nhiều người trong xã đã bắt tay vào tìm hiểu cách quảng bá, thu hút du khách thông qua mạng xã hội. Mang theo con đường nhỏ, trong rừng trúc, cảnh vật dần hiện ra trước mắt du khách đẹp đến ngỡ ngàng. Những bậc thang nhỏ được đẽo từ đất, lan can hai bên bậc thang,
được làm từ chính những cây trúc trong rừng. Mọi thứ nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, nắng vàng xuyên qua kẽ lá trúc vẽ lên nền đất những hình thù lạ mắt khiến nhiều người thích thú. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.